Hello các con, chào mừng các con học tiếp theo chương trình lớp 1 ha. Hôm nay mình đã lên My Phonics Grade 2 rồi. Có nghĩa là trong lớp 1 các con đã học được 13 chữ cái tiếng Anh đúng không? Thì trong lớp 2 này mình sẽ tiếp tục học thêm 13 chữ cái nữa nha. Thì ngày hôm nay cô Nga sẽ hướng dẫn các con học với chữ cái đầu tiên đó là chữ N và để mình xem thử là nó có âm như thế nào nhé. Hãy mình bắt đầu nha. Trước tiên thì mình hãy bắt đầu với lại Unit 1, Lesson 1. Các con hãy chuẩn bị nha. This is the letter N. The letter N makes the /n/ sound. Nut, net, nest. À, đây là chữ cái N và nó có âm là ne. Các con đọc theo nha. Ne. Một lần nữa nha. Ne. Uhm, cái này cũng tương tự như vậy, bởi vì là chữ in hoa và chữ thường đúng không? Các con đọc theo một lần nữa nha. Ne. N uhm, thì ở đây mình có cái gì đây ta uhm, cái này nó hơi lạ đúng không có một số em biết cái quả này là quả gì nhưng mà một số thì không biết ha thì cái này là quả hạt nha quả hạt thì coi thử cái quả hạt này trong tiếng anh gọi là gì nha nut nut à các con để ý nha bởi vì nó có chữ t ở sau nè nên mình đọc sẽ có ấm ở sau nha các con nghe lại và đọc thiệt là kỹ và to lên nha để mình coi thử là mình đọc có âm t nut ở sau không nha nut lần nữa nè nut nut uhm, như vậy là nut là quả gì ta quả hạt đúng không tiếp theo cái này là cái gì nè cái này là một cái vật lưới đúng không cái vật lưới mình xem từ tiếng anh gọi là gì nha net 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 cái này cũng có âm ở sau nên là mình đọc lại một lần nữa và các con đọc thật là to lên để mình nghe có âm ở sau nha. net 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 giỏi quá. Bây giờ mình sẽ đi tới tiếp theo. Cái này là cái gì ta? Cái này là cái tổ đúng không? Mình nhìn cái này giống như là cái tổ chim đó là cái này là cái tổ chim nha. thì mình coi thử trong tiếng anh gọi là gì nha. Nest, nest. À, các con để ý nha trong cái từ này nó vừa có s mà nó vừa có t nên là mình sẽ đọc là nest, nest ha. mình đọc nest trước sau đó mình có t ở sau. các con thử lại nha. nest đó, mới đầu thì mình sẽ đọc chậm như vậy Rồi sau đó mình sẽ đọc nhanh được nha Nest Ok, bây giờ mình đọc nhanh nè Nest 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 Cái từ này nó cũng dễ thôi Tuy nhiên các con phải để ý là mình phải có âm S và có âm T ở sau Nên là ban đầu nếu như mà con nào đọc mà cảm thấy mình chưa đọc chuẩn Thì mình sẽ đọc chậm bằng Nest Nest Sau đó các con thêm Nest nest đó sau khi mà mình đã đọc quen rồi thì mình sẽ đọc thiệt là nhanh là nest nest ha đọc lại nha nest nest à, vậy là trong phần chữ cái n này với âm n sau này thì mình sẽ học được ba từ mới đó là cái này là quả gì mình nhắc lại lần nữa để nhớ nè cái này là quả hạt giỏi quá quả hạt tiếng anh đọc là gì ta nut Nut đúng rồi. Tiếp theo cái này là cái vật lưới đúng không? thì mình đọc trong tiếng Anh là gì nè? Net, net, net. Uhm, vậy mình tiếp theo một cái từ thứ ba mình học hôm nay nữa đó là cái này là cái tổ chim đúng không? tiếng Anh đọc là nest, nest. Rồi các con thiệt là giỏi. Bây giờ mình tới phần tiếp theo nha. À, bây giờ là cái phần tiếp theo rồi Cái phần tiếp theo này vẫn trong unit 1, lesson 1 Thì bây giờ mình họ cần mình phải now color Có nghĩa là bay, now là bây giờ, color là bây giờ mình hãy tô màu à, mình Ở đây mình có bốn màu nè Mình đã học rồi đúng không? Cái bốn màu này là, các em nhắc, các con nhắc lại cho cô nghe nha Cái này là yellow hmm? Cái này là blue Cái này là red cái này là CREEN. Ừ, giỏi quá! Bây giờ ở đây mình hãy tô màu cho cái chữ cái này nha. Cái này là cái gì ta? Mình mới học xong đó. Cái này là quả hạt trong tiếng Anh gọi là NUT. Cái này là vật lưới trong tiếng Anh gọi là NET. Và cái này là tổ chim trong tiếng Anh gọi là NEST. Hmm bây giờ các con thử thử là mình chọn màu gì ta mình thích chọn màu gì cho chữ n với âm n sau này ha mình chọn màu blue đi ha blue mình sẽ chọn blue sau đó mình tô màu cho chữ cái n này oh, đẹp ha có con nào thích màu yellow không mình chọn yellow ha mình thử thử Zalo thì như thế nào nha Ồ, oh, Cũng rất là đẹp Bây giờ mình thử màu green Chọn green nha Ồ, oh, Đẹp ha Mình thử màu đỏ thử nha Mình thử màu red Thử nha Ồ, oh, Đẹp quá đúng không Ừ, bây giờ mình sẽ các con ở nhà các con dùng bút màu và mình chọn cái màu mình yêu thích sau đó mình tô vào chữ cái này nha bây giờ mình sẽ đi tới phần tiếp theo à cái phần thứ hai này thì mình sẽ listen and point cái này mình chỉ nghe và mình chỉ thôi mình không cần phải đọc lại tuy nhiên các con nếu như mà ai muốn đọc thì mình cứ đọc theo càng tốt nha bây giờ mình sẽ nghe nha Look, a nut. Look, a nut. A nut. Look, a nut. Là nhìn kia có một quả hạt. Ừ, thì là mình sẽ chỉ vào đâu ta? Mình sẽ chỉ vào đâu nè? Đây, mình sẽ chỉ vào quả hạt ở đây. Đúng rồi. Look, a nut. Mình đọc lại nha. Nếu như các con muốn đọc thì mình đọc theo nha. Look, a nut. Ừm, mm, đúng rồi, một quả hạt, a nut thì mình sẽ chỉ vào đây. Mm, tiếp theo ha. Các con nghe kỹ nha. Look, a nest. Look, a nest. Ở đây mình nghe là look a nest, có s và có t ở sau là cái chữ là nghĩa là gì ta nhìn kia có một cái tổ chim đúng không thì mình sẽ chỉ vào đâu đây a nest Ồ. có hai chú chim non thì là dễ thương mình đọc lại một lần nữa nha mình nghe lại một lần nữa nha look a nest ừ, đây ừ, hai chú chim dễ thương quá mình đến phần tiếp theo nha xem thử nào look a net. Look, a net. Look, a net. Có nghĩa là nhìn nè, ở đây có một cái vật. một ừ, cái vật lưới ở đây. A net. Bây giờ ha, bây giờ cô Nga sẽ để cô Nga không chỉ mà các con tự chỉ nha. Khi mà cô Nga bấm vào ở đâu, ở đó đọc thì con tự chỉ nha. Look, a nut. Look, a nest Look, a net. Lại lần nữa nha. Look, a nest. Look, a nut. Look, a net. Giỏi quá. Bây giờ thì các con hãy đọc theo nha. Các con không cần chỉ mà bây giờ các con đọc theo thiệt là to nha. Look, a nut. Look, a nut. Look, a net Look, a net Look, a nest mm, Các con giỏi quá Bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo nha mm, Bây giờ là cái phần quen thuộc Mình đã học lớp 1 Mình biết cái phần này là phần gì rồi đúng không Phần này là mình Chant and show Chant and show Có nghĩa là mình Vừa hát và mình vừa biểu diễn ha thì các con cứ biểu diễn theo âm nhạc nha các con muốn nhảy muốn muốn như thế nào thì tùy khi mà mình hát ha thì cái bài hát này sẽ giúp các con nhớ thật là lâu cái âm này ha rồi các con sẵn sàng chưa nếu như mà các con đứng lên thì càng tốt ha mình đứng lên để mình vận động cơ thể của mình nha mình di chuyển cơ thể của mình rồi chúng ta bắt đầu nha n nut n -na -na. n -not. n nut nut n n n n net n n n net 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 n -na -na. Net. n -na -na. n -na -na. n -na -na. bài hát rất là hay đúng không bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa và mình hát theo một lần nữa nha bây giờ mình hát to hơn và mình di chuyển cơ thể của mình nhiều hơn nha các con nếu như mà đang ngồi thì mình hãy đứng lên nhé, mình vận động nhé, mình vừa hát mà mình múa nha. Na, no, nut. Na, no, na, no, na. No. Nut. Nat. Na, no, na, no, na. No. Na, no, net. na 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 net net na 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 nest na 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 nest nest na 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 cô Nga nghĩ là bây giờ các con đã thuộc bài hát rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ hát lại một lần cuối cùng mà mình không cần phải nhìn màn hình nha Bởi vì mình đã nhớ lời bài hát rồi đúng không? Bây giờ mình bắt đầu hát nha No, not No, no, no Not Not no, no, no. Na 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 Net Net na 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 Nest na 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 Nest Nest na 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 Con giỏi quá đi. Vậy là ngày hôm nay mình đã kết thúc cái phần lesson 1 của unit 1 rồi. Ngày hôm sau mình sẽ học tiếp theo lesson 2 và lesson 3 nha. Tuy nhiên ngày hôm nay mình chỉ ngừng ở đây thôi ha. Mình sẽ ôn lại một chút xíu nữa nha. Hồi nãy rồi, ngày hôm nay mình sẽ học mình đã học được ba từ mới nè, đó là nut, nut đúng không? Và net và nest. Ha. và mình hát được nữa rồi nên là cô hẹn lại các con trong lesson 2 trong bài tiếp theo nha tạm biệt các con chúc các con một ngày thiệt là ngoan với ba mẹ và anh chị nha bye bye Yeah. <laughs>